Vâng, Kim Thanh và Minh Phương xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với Online 360 độ và đến với khách đến chơi nhà tuần này. Tâm trạng của Phương vào tuần này như thế nào rồi? Tuần này thì rất là vui khi mà rất là nhiều những hoạt động vui chơi giải trí đã được trở lại và gần như là toàn bộ những cái hoạt động trở lại rồi. Là mình chạy show được rồi đúng không? Chạy show ở quán karaoke hả chị? Đúng rồi, thì đó là cũng là chạy show. Bây giờ hát karaoke là vô cái nhà hát rồi tiệm hát karaoke cho nó chắc ăn. Tại bây giờ là có cái nghị định mới rồi đúng không? 30 tháng 6 là bắt đầu xử phạt. Đó, nói chung là mình cảm thấy là cái điều này mình thấy vui gì đâu. Chứ mỗi lần mình cuối tuần mình về nhà mình nghỉ ngơi xong cái mình thấy karaoke nhà cái bên mở lên, trời khủng khiếp là hết nghỉ luôn á. Hết nghỉ nhưng mà thôi, bật tivi mình coi đi coi Cười Xuyên Việt. Không mà nói nãy hỏi là Phương vui hay Phương buồn, tại vì nếu mà Phương không có vui lắm thì sáng hôm nay cũng sẽ vui, tại vì chúng ta chương trình sẽ rất là vui bởi vì có hai khách mời là đến từ Cười Xuyên Việt rồi, là Ngọc Phước với Bảo Bảo, quán quân và á quân của năm nay. Thì chắc là lời đầu tiên thì Phước với Bảo sẽ gửi lời chào đến các thính giả ha. Em xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem chương trình. Em tên là Ngọc Phước, là quán quân của Cười Xuyên Việt. Còn em, lời nói đầu tiên cho Bảo gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, đây là lần đầu tiên em đến với chương trình nên hơi run. Trời ơi, diễn sân khấu mà không gặp ở đây có bốn người mà không run. Run lắm, tự nhiên không biết sao nữa nhưng mà có cảm giác hồi hộp. Dạ, em tên là Bảo Bảo. Nghe Bảo giới thiệu cái cách giới thiệu làm Kim Thanh cứ nhớ tới bạn bè, nói là em tên là Bảo Bảo, xin được mến chào quý vị khán giả và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc này. Đúng rồi đó. Ở các sân khấu rất là quen style đó đúng không? Hề lắm, em giới thiệu cái nguyên đám nó ngồi dưới nó cười hoài. Nhưng mà bây giờ một tuần rồi, tình hình trở lại bình thường chưa? Có còn phải diễn tiếp đêm nào để tặng cho mọi người không, hay là vậy là xong luôn rồi? Dạ, tụi em vậy là với Cười Xuyên Việt là xong rồi, cái đêm chung kết là đêm cuối của tụi em. Qua bữa sau là em đã chạy show lại bình thường. Ủa vậy luôn hả? Sáng hôm sau luôn chị. Là không có ngừng nghỉ một ngày nào để tận hưởng chiến thắng luôn. Dạ không chị. Dạ tại vì thật sự cái gì nè, cái Cười Xuyên Việt á là chuẩn bị, những cái khâu chuẩn bị nó rất là quan trọng nên em dời show sau đó hết. Là năn nỉ tất cả mọi người thôi thương em, để cho em sau chương trình đi, nên vừa làm vừa xong là phải như trả nợ chị, là phải chạy liền. Ủa, ý như là đi thi Cười Xuyên Việt là kiểu như là hết tiền á hả? Không phải là cái vấn đề tiền bạc ở đây, nhưng mà cái vấn đề mà ấy là show chậu. Là mình xin người ta là thôi cho em dời em qua sau cái Cười Xuyên Việt này đi, dù có tập tuồng hay thu tiếng hay là tất cả cái gì là xin sao hết. Và cũng tốn không ít một số không ít ỏi. Cái tay không tốn một ít ỏi mà cái tay gì nè chị, thấy tay rất là lộ luôn á. Ví dụ người ta làm khéo khéo như này, chị em thấy không, tốn một số ít và cái tay rất là linh hoạt luôn á. Ai hiểu sao hiểu, còn mấy Phước thì sao? Em thì em vẫn đi làm trước đó, sau đó thì em lại thi xong cái lịch tối hôm đó, là em vừa mới thi cái đợt xong là gom đồ chạy. Ủa là tối luôn trong chạy đó về đó sân khấu em diễn ngay cái đêm ấy luôn. Cái là tối hôm trước là cũng đã diễn rồi, tối hôm trước là tụi em thường 6-7 chủ nhật là sân khấu sẽ diễn. Tối hôm trước là tụi em diễn rồi, sáng hôm sau lên ôn bài lại để chiều thi. Chiều thi xong một cái tối đó là gom đồ chạy chạy về sân khấu để diễn, mà em về vừa sát cái mí mà ra luôn á, chết luôn vậy đó. Phương thấy là dạo này là các bạn thí sinh mà đoạt á quân với quán quân nó khác hồi trước quá hả Phương hả? Em thấy cũng vậy hả? Không, hồi trước là người ta tận hưởng cả tuần á. Tại vì trong một năm Covid cũng làm cho mọi người thay đổi nhiều. Tức là ngày xưa thì còn thời gian hưởng, chứ bây giờ đã được nghỉ diễn một thời gian rất dài rồi. Tranh thủ diễn được lúc nào thì diễn lúc đó. Cuộc đời giờ nó xô đẩy cho nó sống lẹ hơn xưa chị. Công nhận đúng là phải nói là Cười Xuyên Việt vô phòng thu là nó khác hẳn rồi đó. Nhưng mà trước khi trò chuyện tiếp với hai bạn, là Kim Thanh nhắc hotline của chương trình là 028 391 0466. Thính giả nào muốn trò chuyện cùng với Ngọc Phước cũng như là Bảo Bảo của Cười Xuyên Việt năm nay thì chúng ta sẽ gọi về số hotline này nhé, 028 391 0466. Rồi bây giờ, hồi nãy trước khi vào phòng thu thì Kim Thanh có nghe Phước với Bảo chia sẻ là hai bạn quen thân từ xưa tới giờ. Là cái mối duyên đó là từ đâu nhở? Để Bảo nói đi chị. Cái này thì là phải dùng cái từ là hai đứa quen nhau từ cái thuở mà còn thân sơ thức sở. Thân sơ thức sở là mấy tuổi? Là không phải mấy tuổi chị, là khi mà hai đứa bước vào nghề
thì em là học trò của thầy Minh Nhí và cô Thanh Thủy. Thì ngày xưa là em nhớ là cái game show đầu tiên em đi chơi là Tiếu Lâm Tứ Trụ. Tiếu Lâm Tứ Trụ thì hồi đó là kêu cô Thanh Thủy là mẹ. Là mẹ nói mẹ bắt nguyên đám phải đi với mẹ thành một team. Nói dạ đi đi. Thì vô gặp Ngọc Phước. Ngọc Phước ngày xưa em nhớ là trợ diễn thôi. Nhưng mà duyên quá, duyên hơn thí sinh luôn. Thì không, cái này thật nha. Nên mới được vào team. Vào team thì cái niềm vui của em cũng được chọn vào team. Tại vì hai đứa được khen là duyên dáng quá. Thì cái niềm vui chưa kịp, kịp vui chị. Chưa kịp nở hoa như đó hoa, chưa kịp nở đã héo tàn. Là qua tập sau hai em bị loại đầu tiên. Là lẹ luôn vậy luôn. Lẹ lắm chị. Là mới vừa gửi xe được xong. Dạ đúng rồi. Mình tưởng là mình được đi vô trong sảnh. Dạ. Nhưng mà đi tới cái cổng bảo vệ là anh bảo vệ kêu về. Đo nhiệt độ cái là đi ra liền. Đúng rồi, đo nhiệt độ xong đi ra liền. Và hai đứa còn giữ một tấm hình kỷ niệm là ôm nhau khóc. Ôm nhau. Nhà Ngọc Phước nó rất là mít ướt nha chị nha. Nó rất là mít ướt. Nó buồn lúc đó. Nó buồn khóc quá trời luôn. Em là người chia sẻ thì vô tình chương trình chụp lại cái khoảnh khắc đó của hai đứa em. Ủa nhưng mà là hai đứa là cùng team hay khác team? Dạ, khác team ạ. Nhưng mà rất cùng một lượng. Đó team cô Vân. Đây em team của cô Thủy. Thì thôi là khác team mà nó cùng rớt nó đỡ. Chứ mà cùng team nữa thì tự nhiên nó buồn nó nhân đôi. Dạ, dạ. Nhưng mà thời điểm nó ngây ngô lắm chị. Không biết được đâu. Ủa là cách đây là đi làm nghề là Phước với Bảo là 4 năm. 4 năm hả? Em 3-4 năm, 3-4 năm ấy. Là mình học là ở ngoài hay là mình có học ở trong trường hay là sao? Bảo em thì em không học ở trong trường. Em học một cái trường khác. Sau đó nói chung là cũng duyên số đưa đẩy. Xong rồi em thấy tổ cũng thương em nhiều lắm. Mà em cũng may mắn nhiều lắm. Sao em có nhiều cơ hội. Xong rồi em tiếp xúc gần với mấy bạn diễn viên. Xong rồi cứ theo cái đà đó mà em đi diễn thôi. Dạ, còn em là đi học của sân khấu kịch Minh Nhí. Mà phải nói là em cũng dùng cái từ là tổ thương. Tại vì thật sự em với Phước cùng một thời đi ra, một lứa với nhau. Nhưng em với Phước may mắn hơn nhiều bạn lắm. Là cái con đường làm nghề á, dù rằng nó không phải là bùng sáng như người ta, nhưng nó không có trong gai, là nó vẫn đều. Có trong gai, tao có trong gai. Trong gai hả? Tao có. Gai nhiều lắm hả? Tao có. Tự nhiên đi nói giùm tao không có trong gai hả? Tao có. Con đường làm nghề của tao cũng trong gai lắm. Tại vì nhìn vô Phước á, thấy nó không có trong gai chị. Nhìn vô trong mà tụi em á, là tụi em nói, em kể cả em nói năm nay thời cung Phước. Thấy nó thuận lợi lắm luôn. Còn em cũng vậy, tuy rằng em không có bùng phát nhưng mà vẫn làm nghề đều. Đó là một cái may mắn của tụi em rồi. Còn sao trong gai thì sao, có kể được không? Dạ thôi không kể đâu. Đại khái là cũng nói chung là ngoài cái chuyện em may mắn, nói chung là con đường nào thì nó cũng có cát đá xi măng đồ này kia thôi. Nói chung là em đi thì cũng nói là nhanh thì cũng không nhanh lắm, nhưng mà đại khái là cũng khá là mượt. Nhưng mà trong gai thì vẫn có. Nói chung là 4 năm làm nghề và bây giờ có cái kết quả này. Thật ra cái kết quả của một cuộc thi thì nó cũng không nói được gì nhiều, đặc biệt là về cái đường hướng tương lai của mình. Nó cũng chỉ là cái sự khởi đầu thôi. Nhưng mà ý ra là mình cũng được người ta công nhận, đúng không? Ý ra mình cũng đã nỗ lực trải qua bao nhiêu tuần đó, chinh chiến dữ dội được mới tới cái đêm đó. Rồi biết bao nhiêu người trong giới đàn anh đàn chị công nhận mình. Tức là cũng được ghi nhận về cái năng lực. Và từ đây là kể như là mình có thể tự tin, à tôi thật sự là tôi đúng là tôi có năng lực để có thể là mình vững tâm mình làm nghề nhiều hơn nữa. Nhưng mà Kim Thanh muốn hỏi cả hai bạn á, là cái hồi mà mình mới chập chững mình học rồi cho tới bây giờ mình làm 4 năm, mình thấy cái cười của mọi người á, hồi đó với cái cười bây giờ nó có khác nhiều hay không, và mình có phải là phải làm, nếu có thì mình phải làm như thế nào để mình thích nghi, mình thay đổi để cho cái cười đó nó phù hợp hay không? Em thì em thấy là nói chung là cũng khác á chị. Tại vì mọi người, bản thân khán giả bây giờ, khán giả cũng đã rất là xịn rồi. Khán giả bây giờ giống như là up lên một cái đẳng cấp mới. Tức là khán giả được quyền người ta đòi hỏi những cái mới lạ hơn, những cái vui hơn, những cái nó thời thượng hơn. Mà nó không chỉ đơn thuần là nó gói gọn trong bao nhiêu cái lĩnh vực thôi, mà nó còn phải bung ra nữa. Đó, thì em nghĩ là càng ngày thì cái mức độ mà mình có thể làm cho khán giả có thể giải trí được á, thì nó lại càng khó. Tại vì những cái kia nó cũ rồi. Những cái nó ta biết rồi. Bây giờ nhiều khi diễn lại cái đó vẫn vui, nhưng mà cái niềm vui người ta nó không có bùng nổ. Cho nên bắt buộc tụi em cứ phải tìm sáng tạo.
tìm rồi, dạ, đúng rồi. Sáng tạo nhiều hơn và khó hơn. Thật sự tụi em bây giờ làm nghề trong cái khó hơn. Tụi em từ cái lứa của em với Phước là cuối mùa của game show. Cuối mùa em. Dạ, tụi em phải dùng cái từ đó luôn là cuối mùa của game show, cũng như cũng trong giới bạn bè như Minh Dự, Dương Thanh Vàng là đầu mùa của game show. Họ thời điểm đó họ có nhiều đất hơn tụi em bây giờ. Thật sự tụi em giờ lại ít cái đất để làm nghề hơn. Kể cả sân khấu cũng vậy, sân khấu bây giờ mà để muốn khán giả tới để mua một tấm vé cũng khó nữa chị. Phước là may mắn về Thế Giới Trẻ. Thế Giới Trẻ giờ đang hot. Cái lượng ấy, nhưng mà còn em với những bạn bè khác ở những cái sân khấu khác thì thật sự bán vé là một cái mà khó khăn nhất của tụi em bây giờ. Hiện tại, thời điểm hiện tại, để kiếm đất để làm nghề. Nhưng mà với Phước, với Bảo nè, thì bây giờ thực ra là mình có định hướng là làm nghề theo kiểu gì hay không? Khi mà bán vé khó như vậy đó, rồi mình sẽ diễn ở trong các đoàn kịch của các sân khấu kịch, hay là mình thích tạo một cái nhóm của mình, giống như là rất là nhiều người làm á, mỗi người sẽ có một team riêng á, để có thể là diễn theo, thể là làm web drama, làm YouTube hay là đóng phim hay làm gì, nói chung là cái theo cái kiểu mà mỗi người sẽ có một cái phân khúc riêng của mình. Em thì bây giờ em vẫn đang rất là tập trung cho sân khấu kịch. Với lại tại vì em cảm thấy ở đó em được dạy nhiều thứ lắm. Tại vì em thua thiệt mấy bạn ở một chỗ là em không có được đi học về nghề một cách chính quy hay là một cách đầy đủ. Cho nên là khi mà em vô được sân khấu kiểu em rất là mừng luôn á chị. Em nói là vô đây mọi người không có phân biệt là người lớn, người cũ, người mới, người cũ. Mọi người dạy cho em rất nhiều thứ, chỉnh cho em mà từ gai gắt có, nhẹ nhàng có. Nói chung là đủ đường hết. Và thực ra là em rất là có một cái niềm đam mê rất là lớn với sân khấu. Thì ngoài ra em vẫn muốn là sắp tới những cái sản phẩm của em làm ra nó sẽ vẫn mang tính giáo dục cho nó luôn. Tại vì em học trong trường của em thì em muốn đẩy mạnh cái chuyện mà mình coi giải trí nhưng mà nó vẫn mang tính giáo dục. Thì em muốn là nó sẽ là như vậy. Còn với Bảo? Dạ em thì em làm nghề vô tri lắm chị. Ủa là sao? Là em được có cái duyên gì tới mình sẽ tới. Hốt hết phải không? Dạ thật sự duyên gì tới sẽ tới. Còn dự định trong đầu thì tính nhiều lắm. Tính nhiều lắm nhưng mà phải cố gắng nhiều hơn thì mới thực hiện được những cái đó. Nhưng mà nãy giờ qua nói chuyện á, Phương thấy là bên ngoài thật ra là cá tính hai bạn này là có hài hước hay không? Em là thấy không nha, thường là vậy á. Thường mấy bạn mà diễn viên mà hài á thì đến giao lưu một cái là thấy mấy bạn nào cũng rất là nghiêm túc. Sợ. Sợ làm cho anh ta sợ không? Tụi em sợ, tụi em mới khùng mới điên á anh. Sợ bị lão miệng luôn. Tụi em ở trên sân khấu là tụi em như, thật sự em dùng từ xin lỗi, em với Phước là như hai con điên vậy đó. Thì lên với những cái chương trình này tự nhiên cái mình phải quy định thôi chúng ta phải nghiêm túc lại xíu. Không, nói chuyện vui thôi, đừng nói bậy được rồi. Các người nãy giờ nói chuyện rất là vui mà hả, nói chung là đừng áp lực. Lúc tụi em nè, em về quê nè, cái bắt đầu mấy bà hàng xóm hỏi là trời ơi con ở Sài Gòn làm gì vậy con, cái nói dạng làm khùng làm điên. Chứ làm gì vậy? Em có giống nha, ai mà hỏi cái nghề gì cái biết kêu làm đó, giống như mà hỏi nó đang làm gì trên Sài Gòn, nó đang làm những diễn cái coi chơi, còn anh nó học tiếng Pháp cái gì nói tiếng Pháp nghe chơi. Bây giờ em nói hả, em nói ở giờ là bác sĩ không lại kêu mổ cái rồi. Ai mà mổ cho bà, trời ơi trời á, thiệt á. Tức là nó luôn làm điên làm khùng hả? Dạ đúng rồi chị, sợ lắm, sợ hỏi diễn viên, tại vì thời điểm á mình không phải là cái diễn viên nổi tiếng. Nên thật sự cũng có người, có nhiều người người ta đâu biết mình đâu. Ê, diễn viên hả? Mày đóng phim nào? Ồ đúng rồi đó. Diễn đâu? Mày diễn đâu? Ủa sao tao không thấy mày trên TV? Trời ơi câu đó xuất sắc. Dạ đúng. Cái này em nói thật là ủa sao tao không thấy mày trên TV? Sợ mày. Cái đầu ấy, không lẽ giờ mình lại đi đâu chối, nên thật sự á ngại lắm chị. Hỏi làm nghề gì? Dạ phụ gia đình. Ai biết.
không biết biết dạ. Yeah. Vậy là tức là mình phải chờ là khi ấp ủ, khi mà thành danh mà kể như là nó âm đúng không? Tự người ta biết tới người ta khỏi hỏi à chị, tự mình nổi tiếng là tự khỏi hỏi. Mà hỏi gì cũng nói cũng ngại thì tự luôn á. Mà tại vì nhà em cũng không hẳn là ủng hộ em. Có nghĩa là hồi lúc mà em còn học ở trong trường á thì gia đình em cũng đã muốn em làm giáo viên rồi. Giáo viên. Trời dữ dội lắm đó. Bây giờ cũng đoán đoán được cái chuyện mà giải trí với giáo dục trong đó. Em đoán luôn á hả? Dạ em cũng mong muốn em làm giáo viên, mà lúc em còn đi học em cũng đã làm giáo viên rồi. Tức là lúc em còn đi học em đã làm luôn rồi. Tức là em đã cảm giác em muốn là các bạn không gặp những cái trường hợp như em nữa. Cho nên là lúc đó em nhớ học lớp 11, em tự thuê một cái phòng ở trong trường, lúc đó là 250 một tháng. Xong em đóng tiền học, em kêu mấy bạn đóng tiền học vô em dạy cho. Có giáo án đàng hoàng luôn á, lớp 11. Ghê luôn á. Em nhớ hồi đó là em dạy được khoảng 8 bạn. Xong rồi trời, có người đóng tiền học luôn. Học luôn chị, tại em dạy rẻ tiền lắm. Ý là cái giá sao vô tiêu quá vậy? Cái giá không, mà đó là em giỏi lắm. Ý là riêng cái môn đó em học giỏi lắm. Xong cái em dạy mà mấy bạn cũng phát triển chứ bộ, mấy bạn cũng ổn định lắm luôn á. Rồi. Sau đó trời, em xài tiền như nước. Mới lớp 11 mà một tháng kiếm tiền quá trời. Và sau đó thì em cũng thích cái chuyện như vậy luôn. Chị tưởng đâu có một cái gì đó. Không, em vẫn thích đi diễn, nhưng mà lúc đó ở dưới quê đâu có nhiều cái cơ hội đâu chị. Không có nhiều cái cơ hội. Xong chỉ có xung quanh là câu chuyện tham gia văn nghệ trong trường thôi. Cái gì em cũng làm hết trơn, làm khu môn diễn gì em cũng làm hết. Xong rồi sau này nhà em thấy cái đà đó, cái nhà em hướng theo. Sợ. Hướng theo cái đường đi đi dạy. Hướng theo đường đi dạy. Hướng theo đường đi dạy luôn. Con thời gian nó đi dạy đó chị. Không, có một thời gian em tính đăng ký em làm học trò nó. Là thật, là qua dạy tiếng Anh. Nhưng mà tại vì em không sắp xếp bạn được công việc. Bạn em có TikTok ở trên trên TikTok có mấy cái clip hướng dẫn đọc tiếng Anh rồi mấy Phước cái từ này nó. Con Phước là một nghệ sĩ có ăn học. Dữ vậy không? Không. Ủa, nghệ sĩ nào không có ăn học? Mày nói nặng quá Bảo. Không, ai cũng có ăn học hết á. Bậy. Có nhiều người. Có mày không ăn học. Mà có mày có ăn học cái tự nhiên mày nói tao không ăn học. Khúc đầu thấy cùng thân ha, khúc sau này hết thân. Không quá. Thân chứ. Tức là mỗi người có một điểm mạnh điểm yếu riêng. Em vì do em thích ngôn ngữ cho nên là em ngoài cái chuyện mà lên đa lên tinh khác thì em vẫn trau dồi thêm mấy cái chuyện học ngôn ngữ của em. Xong rồi cái nhà em nói thôi đừng có đi làm diễn viên con ơi, khổ lắm. Em nói thôi kệ cũng đi. Xong cái nhà em cũng kệ em luôn. Kiểu phớt lờ em luôn. Phớt lờ xong rồi từ. Nhưng mà nhà em vẫn luôn gọi điện. Alo, mày còn đi dạy không? Con đi dạy, con đi dạy. Mà lúc nào em cũng phải nói dối là em còn đi dạy học hết, mà em nghỉ dạy lâu rồi. Trời ơi, trời, ok, hôm nay mình coi mình gửi link cho gia đình. Nhà em giờ là chấp nhận em rồi. Biết rồi, phát sóng Cường Xuyên Việt là đã biết hết rồi, còn giấu gì nữa. Trời, trước khi em thi Cường Xuyên Việt, nhà em nói một câu rất đau lòng luôn, thật sự, nói ướt nước mắt. Em nói, Tư ơi, con đi thi Cường Xuyên Việt nha. Thôi mấy ơi, mày ngu lắm, mày thi cái gì? Ngu lắm, cái chương trình đó người ta giỏi, người ta mới thi, mày ngu, mày vẫn thi mày. Trời công nhận nhà biết động viên ghê luôn á. Nhà em là lúc nào cũng động viên thần em bằng những cái lời rất thẳng thắn. Em nói thôi kệ đi, giờ đi thi coi mình ngu cỡ nào, cứ thi đại đi. Nhiều khi trong đó người ta dạy mình rồi sao. Cái nói thôi tốn tiền tốn bạc tốn sức khỏe em con ơi mà mày ngu nữa. Cái nói thôi kệ con đi. Nhưng mà giờ thi xong mà thấy có đúng không, tốn tiền tốn bạc tốn sức khỏe không? Tốn tiền có không, nhưng mà quán quân cũng có. Quán quân áo quân cũng được mớ tiền mà. Dạ, bù vô mấy cái tư đâu có đủ đâu. Trước hết là chị, tụi em là những đứa chơi có đầu tư. Không, thật. Lại là cái vấn đề có đầu tư nha chị nha. Tại vì chơi là tụi em nghĩ nè, mới đầu em, riêng em thôi nha. Em nói thôi giờ may mắn có cơ hội, thật sự bây giờ chơi game show không phải là muốn chơi là nhảy vô chơi đâu. Đúng phải rồi. Được mời. Phải được mời hoặc là sao mà dạ. Cũng phải được vòng loại mới được đi vô. Dạ đúng chứ. Rồi. Nên hãnh diện chứ. Nên thôi mình đi chơi, mình thi này coi như là mình bỏ tiền ra tính hết nha. Mình làm YouTube, mình có sản phẩm trên YouTube. Nên dòng nào em cũng đầu tư hết, tới nơi chốn hết á. Để có được cái sản phẩm của em. Và khi mà mình coi lại mình tôi nè. Và được lên TV. Đó là nhiêu đó thôi. Chơi tới bến. Ok vâng rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác sau. Còn bây giờ thì dành thời gian cho các thính giả qua hotline của chương trình 0283910486. Alo. Alo. Dạ, alo ạ, nghe. Bạn ơi, tên gì nè? Dạ, em tên là Tôm ạ. Tôm. Tôm là nick hay là tên bạn? Dạ, là nickname. Tôm Jerry á bạn. Tôm Jerry hay là Tôm Tép bạn?
Dạ là tôm silicon. Tôm silicon. Tôm silicon. À rồi, tôm silicon là sao? Silicon là tôm giả. À dạ đúng rồi. Đấy đúng rồi, đúng không? Cô em ơi, xuất sắc xuất sắc. Em không đoán ra luôn á chị. Ôi sao tự nhiên hiểu tôm silicon luôn. Ủa mà bạn là ở đâu? Dạ em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Sài Gòn. Ở quận 2 ạ. Dạ. À, ở thành phố Thủ Đức. Ồ. Đúng rồi, đúng rồi. Là thành phố Thủ Đức. Đúng rồi. Quận 9, quận 2, Thủ Đức là một rồi. Ồ. Là thành phố Thủ Đức rồi đó. Ok, thành phố Thủ Đức, bây giờ nói chuyện với thành phố Hồ Chí Minh nè. Bạn hỏi hai bạn là đang ở phòng thu của đài đi nè, có Phước với có Bảo nè. Dạ thì lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào tới chị Ngọc Phước và anh Bảo Bảo cùng với chị MC ạ. Ừ. Trời, thì, nói đi bạn. Em cũng chưa biết nói gì hết. Đăng ký cho vui vậy thôi đúng không? Dạ. Thì em có biết cái thông tin là đang rất là hot gần đây là chị Ngọc Phước á thì là quán quân chương trình Cười Xuyên Việt. Còn anh Bảo Bảo mình thì là áo quân. Dạ. Thật sự rất là tuyệt vời, em rất là thích cái điều đó. Tức là bạn có theo dõi Phước với Bảo trước giờ không? Dạ có, em biết tới chị Phước là đầu tiên á là chị Phước đi thi thách thức danh hài. Trời ơi. Không phải chị Phước thi. Ủa? Tức là em có thi thách thức danh hài? Dạ không, em đi trợ diễn. À. À, mày lại là trợ diễn. Rồi dạ, sao nữa bạn? Là đi trợ diễn với chị Mã Như Ngọc, nhưng mà là chị Phước chiếm hết spotlight luôn. Ồ. Vậy luôn á hả? Dạ bữa đó em làm vậy được luôn hả Phước? Ừ không, bữa sao em lại đỡ làm vậy Phước? Chị ơi tứ trưởng nó cũng phụ Ngọc á chị rồi. Tom ơi, Tom ơi, gia đình lục đục rồi đó Tom silicon không ổn nha. Chị cảm ơn em, chị mến em nhiều đó nhưng mà như vậy không ổn. À em cứ nói thẳng thắn đi Tom. Tiếp nào Tom ơi. Dạ thì em thấy ấn tượng một cái nữa là tại sao lúc đó anh Trấn Thành hỏi có theo hài không thì chị Phước trả lời rất là thẳng thừng. Dạ không. Không. À. Đó. Còn bây giờ thì làm sao? Là quán quân của một cuộc thi Cười Xuyên Việt rất là lớn. Wow, tức là bạn theo dõi Phước cũng kỹ. Đúng rồi. À. Còn Bảo thì mình có theo dõi Bảo không Tâm? Em cũng thích anh Bảo Bảo lắm nha. Dạ cảm ơn anh. Anh Bảo Bảo đây gần đây là có tham gia cái series phim hài Tết. Dạ bóng Tết Hương Nam. Đúng rồi em dạ. Rất là thích luôn. Mọi dạ. Người ai cũng dễ thương hết luôn. Dạ. Ủa nhưng mà cái này là có phải ai cài người nhà không? Không dạ không luôn. Thật sự em đâu có biết Tom đâu. Thật sự tụi em không biết. Không biết Tom. Em tại vì em cũng rất là kiểu thích mảng nghệ thuật với truyền thông á nên em hay theo dõi mọi người. Dễ thương quá. Hỏi á. Nhưng Tôm mà ơi. Tôm mình học ngành gì hả Tôm ha? Em thì em học marketing, em đang làm marketing luôn. Xịn quá. Hay quá. Kết bạn Facebook nha Tôm nha. Nè. Bảo Phan Nguyễn không giấu. Bảo ơi, không có vậy nữa Bảo. Tại vì em, ta em, thân thiện dễ thương. Em rất là mong đợi là hai cái accept nha. À, mong đợi hai cái accept. Accept. À rồi ok em. Nhưng mà Tâm có bao giờ nghĩ là nếu mà hai bạn này là kết nói chung là sẽ cùng nhau diễn trong một cái tác phẩm nào đó mà để gọi là sao cái Cười Xuyên Việt hay không? Ví dụ như một cái sự kết hợp đặc biệt của hai bạn này. Em nghĩ là nếu mà được thì khá là hay tại vì quán quân và áo quân nó là hai cái cương vị chứ không phải là hai người nữa. Nghe cương vị nghe nặng vai quá Tom. Thật sự nghe đi không nổi luôn á. Thì em rất ái mộ mọi người nên em sẽ dùng hết tất cả những cái từ ngữ hoa mỹ miều cao đẹp nhất để nói về Phước mình, nói về anh Bảo Bảo và chị Phước. Dạ cảm ơn em, trời cưng quá à, dễ thương quá à. Nói chung là bạn cũng không có cái câu hỏi gì nhưng mà thông qua những cái chia sẻ của Tôm thì mình biết là hai bạn vẫn có theo dõi Phước dạ. Và Bảo và dạ. Cũng mong muốn là ủa nhưng mà Tôm Kim Thanh hỏi là ví dụ mà mong muốn Phước với Bảo mà có những cái tiểu phẩm để tặng mọi người hoặc là những sản phẩm gì đó thì là Tôm mong muốn cái điều gì với tư cách là một khán giả nè. Em mong muốn là chị Ngọc Phước và anh Bảo Bảo sẽ giữ cái chân thật nhất, cái duyên nhất của mọi người trước giờ là được rồi. Yeah. À. Cảm ơn Tom.
Cảm ơn Tom. Rồi. Dạ. Có anh Kim Tiểu Long nữa nè. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long ủng hộ hai bạn. Rồi. Sao nữa Tom? Tới đây thì các em cũng không biết nói gì thêm. Bạn chẳng có chương trình luôn. Bạn chẳng có chương trình đó. Rồi, được rồi đúng không? Cảm ơn bạn Tom rất là nhiều. Cảm ơn Tom. Dạ, em cảm ơn mọi người. Nhớ nghe các bạn Facebook một chút access. Dạ, không quên chúc mọi người một buổi trò chuyện thật là vui vẻ. Dạ, cảm ơn Tom nhiều nhiều ạ. Rồi, rồi. Cảm ơn bạn. Ở đây có comment là thấy cũng hơi tổn thương chút xíu. Bảo Bảo giảm cân xíu. Em đọc rồi, em lướt liền. Em thấy Bảo nó nhìn vô xong mới nhìn đi chỗ khác. Xong rồi chị Thanh còn đọc lên cái câu đó nữa. Thì đó, em nhìn thấy kéo lại. Nhưng mà thật ra là làm nghệ sĩ là nó cũng phải phong phú đa dạng về mặt hình thức, không? Cái visual nó chị, cũng, ai cũng ốm ốm giống em, nhau thì cái này đó. Thôi em tâm sự thật là em rất là đau khổ về cái việc này. Sao em? Em không phải là em không có ý chí để em giảm cân. Em giảm, em đã xuống được 10kg. Wow. Trên đà học hiện tại thì sau cuộc thi này em xuống 8kg. Nhưng lúc trước kìa, lúc trước em quyết định em giảm cân em xuống 10kg. Thì thật sự cái người đầu tiên em bước vô sân khấu thì thầy em nói nè, ốm xuống đẹp không? Nhưng mà tôi thấy là sẽ mất duyên đó nha. Thì giờ chọn làm nghề hay chọn đẹp? Mà em đi tới đâu tất cả cái câu nói đó đều áp lực vô em là mày ốm xuống mày sẽ mất duyên không làm nghề. Trời chị, em dễ buồn, em không ngủ được luôn chị. Rồi tối thức ăn và em quyết định em ăn lại bình thường, kể như là mình ăn cho nó bớt suy sụp. Dạ đúng rồi. Nên em vẫn giữ vậy, nhưng em ăn rất ít. Thật em ăn rất ít. Bảo nó đi tập á, tức là tụi em năn nỉ nó luôn, em nói là Bảo ơi tao lại mày luôn, Bảo mày ăn giùm tao cái đi, mày uống yến hay mày uống sữa gì vô cho nó có sức. Nó cứ lơ vậy đó. Không, mình phải, tức là đừng ăn tinh bột mà nhiều quá, phải ăn có chút tinh bột nhưng mà mình ăn đồ bổ rồi này kia vô cho có sức. Em thật sự em không ăn nhiều chị, em không ăn nhiều được. Không ăn nhiều được mình. Dạ, chị với em là thở thôi mình. Dạ rồi. Dạ đúng rồi, cả phim trường năn nỉ em chứ không phải là một. Chị đạo diễn đi, bây giờ Bảo ơi, chị Ngọc Duyên, Bảo ơi mày ăn đi, chị mới chút bài cho mày. Là tất cả luôn. Thôi bây giờ đình công hết, không tập tuồng nữa. À nói bây giờ em phải ăn thì mọi người mới tập. Em không ăn được. Nhưng mà nhà em quận mấy vậy? Dạ nhà em là Gò Vấp. Ôi, vậy là khu vực Gò Vấp là không khí bị nhiễm mỡ đó em. Không, chị cũng mở Gò Vấp. Chị cũng mở Gò Vấp. Đúng không? Không khí bị ở khu đó bị nhiễm mỡ. Thành ra mình thở thôi là mình mập. Dạ em. Đúng rồi, nhiều cái tức lắm, tức trong lòng. Rồi. Phước nó hay á, sau cuộc thi Phước vẫn ốm. Mà em ăn như một con, trước đó là em ăn như một con điên vậy đó. Em là mọi người tới mức mà mọi người nói với em vậy nè, trời ơi con Phước nó ăn liên tục. Mỗi lần mà nhìn qua em đều ăn, mà trước đó là em mập lắm. Em tròn người lắm. Sau đó thì em nghĩ là em nên giảm, tại vì một cách vô tình em đang ngồi trước gương của quán em á, em ngồi em nhìn xong em mới lướt Facebook, cái em thấy trời mấy chị diễn viên nữ bây giờ đẹp quá. Cái tự nhiên ngồi em khóc. Khóc quá trời luôn. Là sao? Khóc quá trời luôn. Nó dễ khóc quá. Ủa mà mình nghệ sĩ đa dạng mà. Đó, xong tính cái... làm đào chính rồi phim ngôn tình lãng mạn hả? Cái em buồn, cái em khóc, em nói trời sao mà mình cũng làm diễn viên nữ mà sao mình thấy ghê quá. Mình đen rồi mình lùn rồi mình còn hơi mập mập nữa chứ. Xong cái không được, mình phải giảm cân thôi. Sao em đứng lên tập cardio trong nước mắt. Vừa tập vậy. Dễ khóc xong, lắm. Tập một hồi cái đói bụng quá. Tập mấy cái đói bụng quá, gọi điện đặt pizza ăn. Vừa ăn pizza vừa khóc. Trời ơi mình hèn quá. Mà vẫn ăn. Vẫn ăn, cái vấn đề là khóc thì khóc nhưng vẫn ăn. Không hiểu nổi. Sau đó thực ra là em cũng quyết tâm giảm cân để em mặc vừa một số bộ đồ để em có thể đi diễn. Cho nên là có một cái giai đoạn em ăn chay khoảng 2 tháng hơn. Ăn chay đâu có phải giảm cân đâu, nhiều khi nó mau đói bụng á. Chị ăn thử. Dạ. Chị thấy mau đói bụng ăn lắm. Ăn chay á là em ăn theo kiểu em cắt cơm nè. Em ăn khoai, em ăn rau. Em không ăn mấy cái giống như là tôm định hình rồi sườn chiên rồi những cái mà giả chay á. Dạ. Là em hoàn toàn không ăn, tại vì nó là bột. Em ăn rau với trái cây là chính luôn á. Đậu phộng. Em ăn hạt không à? Hình như Bảo nhớ là cái tập bán kết đấy. Ôi Phước ơi sao hôm nay mày mặc dữ vậy Phước. Nhưng mà qua tới cái tập chung kết ốm mà ốm thấy rõ luôn. Hè. Em ốm 6kg. Chung kết em như con heo vậy đó. Trời bá, mặc đồ cũng vừa luôn mà. Thì tính ra không phải mình Bảo ốm ha.
bão số 8 kg. Dạ. Hồi đi thi cực quá ha. Ừ, cực thì không, nhưng mà tụi mình hiểu nhau đó, đôi khi á là mình ăn mà kể như mình ăn trong cắn rứt á. Dạ đúng, đúng không? Mình ăn trong cái sự trầm cảm á. Đúng vậy. Ừ. Mình trong mình chết. Ừ, ăn trong stress á, nhưng mà mình vẫn ăn đúng không? Dạ. Dạ. Ăn kiểu ăn ăn khùng ăn điên luôn á. Dạ, rồi nói hoài số cái giữ nguyên. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ được kết nối với thính giả tiếp theo. Alo. Alo, em đây. Ừ, bạn ơi, tên gì nè? Dạ, em tên là Anh Vi. Anh Vi, ở đâu nè? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh nè chị. Sao mọi người vui nha. Ồ, sao là thấy sáng này tự nhiên là thấy là gọi giờ ghép hai luôn đó rồi. Mình đang đi học đi làm đi, Vi ơi. Dạ, em đang đi làm chị. À, rồi, bây giờ mình muốn hỏi ai nè? Dạ, chị Ngọc Phước trước đi. Rồi, hỏi à, em nhớ bạn Trần Anh Vi rồi, em là Trần Anh Vi luôn đúng không? Dạ, 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 dạ. Đấy. Ôi sao biết được hay vậy? Facebook em có bạn này. Trời ơi, em nhớ luôn vậy đó hả? Em nhớ hết tất cả mọi người luôn á. Trời ơi. Nhìn em vậy thôi chứ em nhớ hết mọi người á. Kinh khủng quá rồi. Sao Vi bữa? Lỡ sao Vi? Sao ta? Chị nè. Dạ. Chị ơi, em muốn đặt câu hỏi cho chị là em muốn hỏi là chị giờ chị là chị đã là diễn viên hài rồi. Giờ chị đóng phim ngắn rồi á, chị có muốn thử sức lĩnh vực nào mới hay không chị? Có chứ, trời ơi, rồi hỏi chúng bà em rồi. Thật ra như mọi người biết là cuộc thi Rap Việt mùa 2 đang rất là sôi động. Ừ. Và thị trường Rap Việt cũng đang rất là sôi động. Và thật ra em đã lén em đăng ký, em thử sức mình trong một sân chơi mới hơn, đó là Rap Việt. Mùa 2. Ôi, trời ơi, trời ơi. Trời, hồi xưa em mơ em là ca sĩ, chị mơ làm ca sĩ á em. Ủa, mà dạ, hồi nhỏ em hát hay lắm. Ủa chị nghe nè, bây giờ hát đi. Thôi, bây giờ từ từ, bây giờ em sẽ diễn tả từng giai đoạn cho chị nghe. Okay. Nha. Vy ơi, hồi xưa là chị có tham gia trong Búp Sen Hồng có nè. Ừ. Qua Phượng Đỏ chị cũng hát luôn. Wow. Mà hả, em có giải ra ngoài á nha. Ừ. Trời ơi, tiếng ca học đường đều là có em hết. Ừ. Sau này lớn lên, cuộc sống đưa đẩy em nhiều thứ. Sau này em vẫn có ước mơ em trở thành một người ca sĩ. Em muốn cầm mic em hát. Em muốn cống hiến cho mọi người. Và thật ra em hát rất tệ luôn á. Em hiểu sao là cái em giống như em bị điếc nhịp hay sao á. Nhưng trời, mà câu đầu câu sau liên nhau ghê. Em nghĩ là Vi chắc là Vi biết giọng ca của em, tại vì em nghĩ nếu mà Vi follow em trên Facebook là có những ca khúc em trình bày với khán giả chắc là Vi cũng đã nghe rồi đúng không Vi? Dạ rồi chị. Đó, thì em cảm giác như là chị có nên tiếp tục con đường đó không? Thì dạ chị cứ tiếp tục con đường đó đi chị. Nhỏ nói mà dấp luôn á. Kiểu giống như là bây giờ nói không thì không được. Bạn nói có cũng không xong á. Ủa nhưng mà ví dụ như cái vụ mà thi Rap Việt này ở nhà đó, ở nhà có ấy chưa, có nghe cái thông tin này nhà em chưa nghe. Chưa nghe một cái là chấn động cái Vũng Tàu luôn chị. Một cái em mà chỉ cần công bố mà danh sách mà Rap Việt mùa này mà công ty mà chọn em một cái là chấn động, nói thiệt chị, gian dội luôn á. Ủa nhưng mà bây giờ tóm lại đi, tóm lại là bây giờ kiểu gì là mình đã thích rồi thì mình phải thuận đoạn hay đoạn. Dạ, đúng không ạ? Ừ. Em đã thử đoạn đi chị. Không có được, em rất bị em đọc chữ không có chạy. Ủa vậy sao đi thi Rap Việt hề á chị? Bởi vậy là mới thử sức cho một lĩnh vực mới. Đúng mà rồi. Em còn chưa chạm tới lĩnh vực đó nữa vô để cải thiện cái đọc chữ của mình. Dạ đúng, đúng. Em đọc chữ đâu có chạy thì bây giờ đâu mà đọc được chạy. Trời, bó tay luôn. Vậy thôi bảo sẵn là đăng ký luôn đi cho vui, hai đứa thi trước lại đi. Thi nữa hả? Đúng rồi, cho vui. lại thi nữa, nếu mà có cơ hội em vẫn chơi thật để về đăng ký đi. Tao gửi link cho đăng ký. Tao làm lắp cái thái độ bác kìa. Tao gửi link cho mày đăng ký. Vi ơi, em thấy như vậy ổn không Vi? Dạ thôi, không nói nên lời. Thôi bỏ qua đi Vi, không sao đâu em. Vi đừng ngủ gục nữa Vi, thức dậy nói chuyện đi Vi. Vi tỉnh Vi. Thức dậy nói chuyện cưng. Không có ngủ. Đâu, em đâu có ngủ đâu. Rồi, nhưng mà em thấy như vậy là nó cái câu trả lời nó vừa ý với em không? Dạ rồi chị. Dạ rồi. Trời, kiểu như cho xong luôn. Cho em vừa lòng chị. Ừ, cho vừa lòng chị. Em có quạo chị không vậy Vi? Dạ đâu có đâu chị. Đâu có đâu chị. Không việc chị hỏi thôi chứ chị mới em nhiều mà. Dạ. Rồi, Vi có muốn hỏi gì nữa hay không nè? Mình đừng có bị Phước mà ác vía rồi mình sợ rồi xong là mình quên mất câu hỏi của mình luôn. Dạ không, để em hỏi nè. Dạ. Dạ chị Phước lại anh Bảo có những dự án gì sắp tới có kết hợp với nhau được không?
hay là dự án sắp tới, dự định của hai người? Thật sự dự định sắp tới á, chào em, chào Vi nha. Dạ. Nếu mà dự định sắp tới á, anh với Phước kết hợp á, thật sự thì cũng có suy nghĩ trong đầu là nếu mà làm thì làm cái gì, thì thật sự thì giờ chưa có nghĩ. Trời ơi, duyên luôn vậy luôn. Dạ, thật sự mà. Em đã nói mà, tụi em rất là vô tri chị à. Nghĩ sao nói vậy à. Thì chưa có nghĩ ra, nhưng mà nếu nghĩ ra rồi thì chắc chắn hai đứa vẫn sẽ làm chung. Tại vì hai đứa đã diễn với nhau cũng ok, hợp, duyên dáng. Nói chung mình chờ đi Vi ơi, còn chừng nào có sản phẩm chung thì không biết được. Dạ. Rồi, hỏi gì nữa không nè? Dạ có. Hỏi đi. Dạ. Vô. Em thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là thầy Minh với cô Học Vân, thầy hai anh chị có... dạ ý em là hai anh chị luôn noi theo ai để mà học hỏi nhiều hơn không á chị? Hai anh chị ý là cái gương đi có, trước có cái hình tượng mẫu một để một cặp Minh với Hồng Vân, thì ví dụ như giờ tập này là Bảo Ngọc Phước cái dạng nó là như vậy đó. Nói chung là chị đi làm thì chị noi theo rất nhiều tấm gương em. Tại vì mỗi tấm gương nó sẽ có một cái nét sáng riêng. Thì mình cứ học mỗi người một chút, mình coi theo mỗi người một chút, thì từ từ thì mình hoàn thiện hơn. Còn để mà mình có thể dám trở thành cô Vân hay là thầy Minh hay không là thật sự là chưa bao giờ dám. Không dám suy nghĩ. Tại vì thầy Minh với cô hay là bất kỳ một cô chú anh chị nghệ sĩ nào lớn á, đối với chị á nha, thì là nó là tượng đài rồi. Dạ, đúng là rồi. Một cái gì nó rất là lớn mà mình chỉ có thể noi theo thôi. Đúng rồi. Tượng đài của kịch nói là hai người đó. Dạ. Nó quá tuyệt vời. Và đây này, có một cái câu hỏi, thật sự có một cái câu hỏi này nè. Đây. Bảo với La Thành có họ hàng gì không? Sao nhìn giống nhau vậy? Bây giờ mọi người ở cho em biết một cái điều, anh La Thành anh lúc nào anh cũng phủi đi cái sự giống em giống ảnh hết á. Tao nhìn mày thấy gốm lắm. Không, tao thấy và tao cảm thấy tao giống La Thành. Tại vì mày có biết là idol của tao là La Thành không? Nhưng mà thật ra là Bảo với La Thành giống nhau ở chỗ là hai bạn là da ngăm ngăm đen đen. Và cái gương mặt á chị, thật sự nếu mốm là em giống La Thành cực kỳ. Không giống em. Mày đừng đối xử với thần tượng tao như vậy Bảo. Không. Mày không giống. Không. Mày không xứng đáng để giống anh Thành. Tao giống anh Thành tại vì tao rất là ái mộ La Thành. Anh Thành ơi, nếu anh coi chương trình này thì em hy vọng là anh có thể bỏ ra đoạn này. Anh Thành ơi, rất là ái mộ La Thành. Sao đâu em cắt đoạn này em gửi riêng cho anh Thành. Tiếp nè, tiếp nè, rồi để bé Vi nghe cho hết câu trả lời chứ. Quên bé Vi. Ừ em. Rồi sao rồi cái vụ đó em nói tiếp luôn đi. À, nói vụ gì vậy? Cái vụ gương rồi đó em nói tới rồi xong rồi. Dạ noi gương, thật sự thì chị noi gương theo thôi em, chứ còn mà nghĩ mà để mà mình như vậy không bao giờ được đâu. Tại vì thật sự phải nói là không bao giờ được như vậy. Tại vì thầy cô quá tuyệt vời. Tới đi Vi. Dạ câu hỏi thứ tư là câu hỏi cuối cùng nè. Chị Ngọc với lại anh Bảo có thể kể cho em về hai anh chị đứng chung trên một sân khấu được không chị? Kỷ niệm mới đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Là cái lần gần nhất đây là Phước với Bảo có đóng chung một cái tiểu phẩm. Thì gấp rút cực kỳ luôn. Tại vì ai cũng có những cái việc làm riêng ở ngoài. Sao hai đứa tụ lại một kiểu hình như cái mà đó là lần sốt nữa. Dạ lần đầu tiên là hai đứa kết hợp với nhau mà Bảo thì sức khỏe nó yếu lắm. Mà chị thì chị cũng nóng tính mà kiểu là mình muốn nó kiểu mày phải nghỉ ngơi, mày phải này kia cái nọ, xong rồi nó cứ tập xong rồi cũng có cãi lộn, mém đánh lộn luôn tập đó mà mém đánh lộn mà hai đứa rất là hai đứa là thật sự là lên sân khấu là cháy lắm, cháy hết mình lắm. Nhưng mà cái tập đó Bảo còn nhớ nha, là cái tập đó mình phải quay là cái tết và cái táo. Mà bài bên Phước cái tết cũng chưa, bài chưa ok, mà bài bên Bảo cái tết cũng chưa ok nữa. Lo cái tiểu phẩm chính mà quên đi cái tiểu phẩm táo. Hình như là mình cái đêm sáng quay thì tối khuya 2 giờ hai đứa mới tập. Mà em sốt cực kỳ sốt luôn. Mắt em còn muốn không thấy đường mà. Mà ráng hai đứa tập. Bảo thổi này nha, Phước thổi này nha. Dạ
có Ngọc Hoa, có anh Long, đồ Chăm Miếng, có anh BB nữa, phải nói cái tiểu phẩm đó cũng cảm ơn anh BB rất nhiều là anh BB là anh ngồi với anh Chăm Miếng cho hai đứa luôn. Dạ. Anh Long cũng vậy luôn. Dạ anh Long. Nhờ có mấy anh chị thì cái bài đó của em với Bảo mới thật sự là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh và dạ. Lên YouTube em thấy được cái hiệu ứng tốt của hai đứa mà khi diễn với nhau. Ổn không Vi? Nghe vậy em thấy ổn không ạ? Chắc được rồi đúng không Vi ha? Dạ. Rồi cảm ơn bạn Vi rất là nhiều. Và bây giờ với thời lượng còn lại thì chúng ta sẽ tiếp chuyện với một bạn thính giả nữa. Alo. Alo. Bạn ơi, giới thiệu về mình bạn ơi. À, dạ em tên Linh ạ. Linh đang ở đâu nè? Dạ em đang ở thành phố. Rồi bây giờ có Phước với Bảo ở trong phòng thu nè, Linh hỏi đi ha. Dạ em muốn hỏi chị Phước. Dạ em rất là thích chị Phước. Cảm ơn em. Nói chung là em cũng có may mắn là lúc mà chị thi bên Cửa Chuyên Nghiệp á, dạ em cũng có trong chung là em cũng đi theo một người ở trong thi nên là em có gặp chị Phước. Dạ. Lên tới bên trường quay. Ôi em đi thi em theo Bảo đúng không Linh? Dạ không. Nói đùa chút xíu thôi rồi mình nói tiếp đi. Dạ chung là em rất là chị Phước, nói chung là rất là duyên dáng dễ thương. Nhưng mà em rất thích, nói chung là cũng muốn gặp Phước. Dạ. Ở một lần nói chung là có duyên thì chị em mình sẽ gặp nhau. Dạ. Nhậu đồ hả? Dạ không? Bớt em có quán gì mà đúng không? Nó chứ em có shop quần áo á. Dạ. Với lại em có cái một cái quán nhậu ở trên Đà Lạt nữa. Em có cái quán nhỏ nhỏ trên Đà Lạt quán nữa. Quán rượu. Em cũng có hay coi chị Phước livestream đồ. Dạ, có mua chưa ạ? Mình đã mua một cái áo nào chưa ạ? Dạ chưa, tại vì em thấy những cái đó nó to quá. Không, nó rất vừa với em Linh à. Em mặc lên rất xinh. Mặc dù chưa biết Linh là ai luôn. Em có kết bạn với lại chị Phước nhưng mà chị Phước chưa có kết bạn với em. Vì em đã mua cái áo nào chưa ạ? Dạ chưa. Một cái áo, một cái accept nha Linh nha. Cuộc sống bây giờ rất khó khăn. Một cái áo mua liền ship liền, accept liền tay luôn em ơi. Ủa trời, cuối cùng sao thành chương trình bán hàng online luôn. Trời ơi, bạn này nổi lên từ hồi cái vụ cầm mấy cái áo đi vào livestream nè. Nói chứ trời, cảm ơn Linh quá trời luôn á, dễ thương quá. Dễ thương quá. Nhưng mà nhớ mua áo nha bé. Vẫn là phải mua áo. Rồi, còn hỏi gì nữa không Linh ha? Dạ em muốn hỏi luôn cả anh chị là tiếp theo là mình có cái dự định gì cái sản phẩm hoặc là cái gì tiếp theo chưa? Thôi nãy có bạn kia hỏi chung, bây giờ coi như là Linh hỏi riêng đi. Dạ. Chứ chạy show không làm cho người ta không cũng kỳ, mình làm cho mình nữa chứ hả? Dạ. Em thì nói chung là em đang cái plan của em thì cũng gần xong rồi. Em sẽ làm những cái clip ngắn dạy cho mọi người tiếng Anh, từ tiếng Anh cơ bản tới tiếng Anh hơi nâng cao chút xíu. Thì em sẽ kết hợp với trung tâm Anh ngữ để làm ra. Linh ơi, em con gà nó kêu quá trời kìa Linh ơi. Em kêu đi cho khác chơi cái đi cưng. Anh mua bắp cải rồi. Em coi mần thịt nó đi rồi luộc rồi đem qua shop chị Phước nhậu. Nấu cháo hả? Nấu cháo hả Linh? Em dạ không biết là những cái cháo em ở nhà nó ồ nó giỡn lên là gà nó chạy. À không sao đâu, cứ để nó chạy đi nha. Cứ để nó ăn chạy ngon hả? Đi. Dài. Đúng rồi. Nói chứ là con chó sủa luôn kìa. Nói chứ là cái sản phẩm đó thì Phước cũng đã, nói chung Phước cũng đã muốn làm lâu rồi nhưng mà cũng chưa có đủ tiền hay là đủ thực lực để làm. Mà đợt này thì cũng nhờ Cười Xuyên Việt thì cũng may mắn kết hợp được với một cái trung tâm Anh ngữ để có thể, tại vì kiến thức của em thì trong một thời gian dài em không có nạp vô thì nhiều khi nó cũng sẽ có lỗ hổng. Cho nên là em buộc phải đi học thêm và em buộc phải kết hợp với một cơ sở, một bạn nào đó có chuyên môn cao hơn để hỗ trợ em trong cái chuyện là về kiến thức. Thì là nói trước sở bước hôm qua thì sắp tới thì có thể sẽ có như vậy đó. Đúng rồi. Dạ, Ngọc Phước là cô giáo, bà Bảo sẽ là học viên. Không có bà. Không nhận. Rồi cái đó kế hoạch của Phước, còn kế hoạch của Bảo. Kế hoạch của em là những cái phim ngắn. Phim ngắn YouTube. Và trên dự tính của ekip em thì sắp tới đây sẽ lên kịch bản và bắt tay vào làm. Trong một thời gian gần nhất. Là bao lâu? Chắc phải qua tháng 4, tháng 5 vậy chị, để xong hết cái công việc đi. Những cái show mà đã nhận trước rồi, ứng trước rồi. Bây giờ phải trả nợ show đúng không? Thì bây giờ mình phải trả hết cho người ta. Rồi bắt đầu mình mới làm tới mình. Rồi, được rồi đúng không Linh hả? Dạ dạ.
Rồi chào tạm biệt Phước với Bảo đi nè. Dạ em chào chị Phước với lại anh Bảo nha. Dạ bye bye Linh. Dạ chào em. Chào. Em chào anh Dương Lâm Đồng Nai à. Ủa đâu ạ? À? Anh Dương Lâm Đồng Nai đây à? Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Ủa tại sao không? Anh Dương Lâm Đồng Nai vô rồi kìa. Tại sao không báo à? Ok à. Không, mà bây giờ trả lời câu hỏi của anh ta nè. Dạ chào chương trình, cho em hỏi là chị Ngọc Phước có bồ chưa? Chưa có bồ ạ. À. Chưa có bồ ạ. Còn rất là cô đơn ạ. Cô đơn. Còn Bảo? Dạ em cũng đang rất là cô đơn. Ừ. Cô đơn trong tình yêu. Nên cứ được thì cứ. Mà cái tay sao kỳ vậy? Cô đơn trong tình yêu mà cái tay sao kỳ vậy? Quá em. Mày yêu gì cái gì vậy Bảo? Mà sao em không hiểu nha, từ nãy tới giờ mà kiểu em đi làm. Xong rồi đam mê. Đó làm vì đam mê. Mượn gì? Mượn chương trình để nói lên tiếng lòng. Rồi bây giờ kiểu em cô đơn trong tình yêu mà vậy là tới đi. Là tới, hiểu không? Tới đi. Ủa nhưng mà em bán rau câu hả Bảo? Dạ. Hồi đó chị. Em phụ gia đình em. Thấy có comment hỏi em bán rau câu. Em là một diễn viên tâm đức. Ủa là sao? Là em phụ được gia đình em. À. Là em vừa làm nghề và em dùng cái nhan sắc của em. Cái nhan sắc của em và cái sự duyên dáng của em. Em lên bán hàng. Thì thật sự là không, thời điểm đó người ta ủng hộ kinh khủng lắm. Là gia đình em bây giờ không còn cha mẹ em làm nữa mà là cô thứ tư em làm. Và cô ba em qua phụ. Và cô út em lên. Rồi nguyên dòng họ, tất cả nhân viên đồ ấy. Nhà em có một cái số quần áo. Thì vẫn bỏ ra hết để làm rau câu bán mà không đủ. Là bây giờ hả? Dạ không, trước đó thôi, trước Cường Xuyên Việt. Nhưng mà khi bắt tay vào Cường Xuyên Việt thì em đã bỏ gia đình em qua một bên. Để em tập trung cho em. Rồi sao rồi, ế lại hả? Dạ bây giờ đã ế lắm rồi. Nó bán thời. Bánh đợt, Bảo nó bán nhiều lắm, bán bánh tét nè. Bán dạ. Cái gì mắm rồi nhiều, nói chung là bán nhiều lắm. Nhiều lắm mà bán đắt lắm. Dạ. Một ngày thời điểm đó em có thể bán cả trăm đơn. Wow. Em mua có em mua cặp bánh tét của Quảng nè. Ừ. Mà như chưa trả tiền hay sao? Chưa, quên nhắc nghe, còn thiếu 150. 150 nhưng mà sao đó mày mượn tao lại 150 là què rồi. Phải không? Có, mượn cả. Nào vậy? Mày mượn cái gì mày làm cái gì á? Mày trả tiền ăn uống cho ai á? Không nhớ đâu Phước ơi, thiệt. Ủa nhưng mà tóm lại là bây giờ sao rồi, bây giờ có quay trở lại cái nghiệp bán rau câu không? Thì nếu mà sắp xếp được công việc thì em sẽ phụ gia đình tiếp. Nhưng mà bây giờ nói là bán ế rồi và em mà thí dụ em làm công việc rồi ai sẽ lo cái phần buôn bán đó, rồi nhà sống làm sao? Dạ nhà em thì sống bình thường lắm chị, nhà em có công việc riêng của gia đình em. À. Và gia đình em và em không có, nói chung là không cần em phải lo cho gia đình đâu. Em chỉ lo cho bản thân em là gia đình mừng rồi, là gia đình đã quá ok và gia đình ủng hộ hết mình những việc em làm. Nhưng mà cô chú sẽ buồn tại vì ế không? Không, cái đó là phụ thôi, phụ của cái bán, cái đó là bán là trong mùa dịch. Còn sau khi cái mùa dịch này ấy thì gia đình em công việc đã ổn định rồi. Cũng mừng ha, chứ tưởng là thi Cười Xuyên Việt xong cuối cùng là mất tiền, gia đình thất thu nhiều quá. Em cũng có bán chả mực nữa mọi người, gia đình em cũng có bán chả mực. Mọi người mới lên nói luôn PR quá rồi kìa. Thôi cũng đâu có quá lắm đâu, cũng nhẹ nhàng thôi, không bia một cái gì hết mọi người ơi. Nhưng mà thật ra là bây giờ hết giờ rồi, bây giờ còn có 2 phút thì hai bạn có thể là chia sẻ những cái tâm tư của mình cũng như là những cái trăn trở của mình, những cái mong muốn của mình. Nãy giờ nói vui vui thôi, giờ nói nghiêm túc cái để chào tạm biệt mọi người. Nghiêm túc thì Phước nói đi. Cô giáo nè, cô giáo nói gì vậy chị? Thì đó, thì mình tâm trải qua vọng. Tâm tư nguyện vọng, những cái trải qua một cái cuộc thi dài như vậy, chắc chắn là các bạn đã bỏ tâm sức rất là nhiều. Mình có điều gì muốn chia sẻ hay không? Thì nghĩ, tao nghĩ tụi mình nên cảm ơn chị Nga Khang. Dạ, thật ra là em luôn mong muốn có cơ hội để em gửi lời cảm ơn cũng như là một lời xin lỗi rất là lớn tới tất cả những người mà đã hỗ trợ em, hay là những người theo dõi em, ủng hộ em trong suốt thời gian qua, kể cả chuyện em đi thi hay là trước đó nữa. Tại vì nhiều lúc có những lúc em bồng bột, em dại khờ thì sẽ có làm cho một vài anh chị hay là một vài bạn hoặc một vài em rất đau lòng. Thì nhân có sóng truyền hình ở đây thì em cũng mong là mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em cũng như là lời cảm ơn của em, và em luôn hy vọng là mọi người giữ một cái sức khỏe thật là tốt để có thể làm được nhiều chuyện hơn trong những ngày tới. Trời, nghe giống như bà sắp nghẹn ngào tới nơi á. Rồi Bảo. Còn em thì xin lỗi thì em không có gì để xin lỗi. Em dễ thương quá mà. Em xin lỗi thì em không có gì để em xin lỗi hết á. Còn giờ em chỉ có nói là mình sẽ cố gắng. Cố gắng mang lại những cái gì hay nhất cho khán giả, ý nghĩa nhất
Thật sự em làm gì làm, trong đầu em vẫn có nhớ hoài những cái lời của thầy cô em dạy. Là làm nghề thì làm bằng cái tâm nha con. Thì bây giờ thật sự em muốn đem cái đó đến với mọi người, là những cái hài nhưng phải ý nghĩa. Dạ. Dạ, một lần nữa thì cảm ơn Ngọc Phước, cảm ơn Bảo Bảo đã đến với Khách Đến Chơi Nhà.